Hello mọi người, lại là tôi Trích Phi. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn làm toàn bộ sự kiện xe tải kem ùn ùn. Vào video thôi nào. Theo tôi nha mọi người, nghe nói sự kiện rất thú vị á. Nhiệm vụ đầu tiên là thỏa sức ăn thật nhiều kem. Với nhiệm vụ này các bạn lại chỗ chị kem nha. Đến và mua bất kỳ loại kem nào. Các bạn mua 25 cây kem nhia. Sau khi mua xong thì các bạn lấy kem ra và ăn nha. Các bạn ăn đủ 25 cây kem bất kỳ là đã hoàn thành được nhiệm vụ này rồi. Ăn hơn lâu nhưng mà được hoàn thành nhiệm vụ à, nói chung là tôi sẽ làm theo thứ tự nha. Theo tôi thì nhiệm vụ này khá dễ nhưng làm hơn lâu thôi. Tôi ăn demo 3 cây hòi nhà chứ các bạn phải ăn 25 cây mới hoàn thành được nhiệm vụ ý nha. Tôi sẽ tua nhanh xíu tại khá lâu. Nhiệm vụ tiếp theo là thực hiện thỉnh cầu của bò Mu Mu. Đầu tiên các bạn hãy lại chỗ máy bay để bay tới khu nghỉ dưỡng nhé. Theo tôi như các bạn đi hơn lâu nên tôi tua nhanh nhé. Chỗ này kế chỗ bán thuyền á nhà các bạn. Gặp mắt xích và đến khu nghỉ dưỡng. Sau đó thì qua chỗ kế bên chỗ bán cần, câu ở khu nghỉ dưỡng. Đến và gặp bò Mu Mu để làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ là mua dâu đến cho bò Mu Mu và chúng ta sẽ nhận được sữa dâu từ bò Mu Mu. Tôi đã chuẩn bị sẵn nên không cần mua, chỉ cần một chải dâu là được rồi. Nếu muốn, các bạn hãy xem quảng cáo để ép bao số sữa dâu này à. Giống tôi này làm demo hồi, lưu ý, tôi đã bỏ phần quảng cáo. Vậy là chúng ta đã có 15 sữa dâu rồi nha. Nhiệm vụ tiếp theo là thực hiện thỉnh cầu của Kem Ly. Làm 35 lần nha. Đầu tiên các bạn hãy về lại Blaster. Tôi đã tua nhanh nhá. Lại gặp Maxi một lần nữa và về Blaster Hoi. Các bạn qua chỗ làm nhiệm vụ, xe tải kem ùn ùn và gặp kem ly nha. Đi lâu nên tôi tua nhanh nè. À và NPC kem ly và ốc quế bỏ Mu Mu là mỗi NPC sẽ có 7 nhiệm vụ trong một ngày nha. Nhiệm vụ tiếp theo là đặt chiếc ghế kem trong nhà và ngồi lên thử. Đầu tiên các bạn hãy qua chỗ xưởng chế tác bên phải chỗ làm nhiệm vụ xe tải kem ùn ùn nhá. Kế bên luôn ý. Lại và gặp chú dâu xòm. Chúng ta cần đến 25 quy ngơ ngơ đồng, đến 5 cành cây khô, đến 5 miếng bơ, đến 10 bịch bột mì, đến 125 xu kem làm nhiệm vụ để lấy. Cần khá nhiều nguyên liệu ý, chỗ mua bơ và bột mì thì sốt tiếp theo tôi sẽ làm nha. Nhiệm vụ kế tiếp là chế tạo vật phẩm chủ đề kem tại xưởng chế tác. Quay lại xưởng chế tác một lần nữa.
Các bạn nên chế hai món này nhà nguyên liệu tươi cũng sẽ để ở sốt xô, nên món tươi khoanh tròn là dễ chế nhất nhân. Hai món ở phía dưới cùng, khúc này quay hơn lỗi. Nhiệm vụ tiếp theo là chụp ảnh cùng chị Kem. Nhiệm vụ này khá dễ nha. Lại chỗ chị Kem đối diện, xưởng chế tóc. Bấm vào điện thoại và lấy máy ảnh ra, chụp một tấm là xong rồi. Tiếp theo là thực hiện thỉnh cầu của ốc quế. Mỗi ngày các NPC cho các bạn 7 nhiệm vụ thì làm 5 ngày là xong, nếu các bạn online đầy đủ. Lại gặp ốc quế và làm nhiệm vụ nhé. Và đó là nhiệm vụ cuối cùng rồi. Video đến đây là hết nhá. Chúc các bạn làm sự kiện có thật nhiều quà và su kem để chế tạo những món đồ xin hơ. Chào các bạn. À mà nhớ ăn nút đỏ nhớ ngon lẻ mí. Ăn nút đỏ để ủng hộ tôi đi mò.